cõng 50 con từ đây lên trên bản ngang với ngựa. Ngựa đến đâu đến đấy, người không to nhưng mà ăn bữa bằng hai người. Thế cái xà beng này là chuẩn của Trung Quốc ngày xưa đấy chứ? Vâng, cái này của Trung Quốc ngày xưa đấy. Cỡ như bọn mình mới có, ngày xưa mình có một cái mình mang đi bán lúc chung hết. Cái điểm khác biệt của nó để phân biệt là như nào chú? Nó cũng lục lăng nhưng mà cái lục lăng của mình là chỗ này nó thẳng đi. Vâng. Và cái chỗ này của nó nhọn. Còn cái này thì của nó là hơi tròn. Tròn. Nó cũng lục lăng thôi nhưng mà của mình trông nó dài hơn đấy. Của mình chỗ này nó thẳng. Cái này bây giờ là cứng hơn cả nhíp xe UAT như nhíp xe Hyundai chú? Cái này tôi còn nó còn khó tôi hơn cả. Tôi tả các bạn. Có tô hơn cả cái nhíp xe. Vâng. Nhíp xe thì mình phải lấy màu sáng nhạt nhưng mà cái này mình lấy màu của nó màu da cam. Cái này lấy màu da cam đấy. Vâng, cái này tôi màu da cam. Cái này thì cũng điệu rồi. Cái này nó bị mẻ luôn. Mà cái này nó sắc không kém thì cái này mà tôi là đúng màu nó cứng không các cái nhíp xe đâu. Vâng. Chất lượng của nó ngang nhíp xe còn chẳng có thép nằm cái này. Nó cắm luôn vào cái chỗ nương của nó, cái mương của nó đổ luôn bê tông vào. Cứng nếu mà mình đánh dồn thì cứng như xe nhiều. Vâng. Nó cứng hơn bao nhiêu, nó chỉ hơn tí kẹo. Hơn chút đấy. Ừ. Vâng. Anh em. Ui, làm tí giờ nó tìm cho. Dạ, làm tí cho mình. Như rung xe lúa. Cho sảnh hãi. Dạ, bảo lên. Tăng số tuổi, nó mắm lăng đầu, ở tăng mắm nó tăng một cái tăng mắm tăng được bao nhiêu mắm, bao nhiêu bao nhiêu chắc hết. Hầu như được hại. Búa này là 45 cân chú nhỉ? 4 cân. 4 cân. 4 cân. 4 cân. Chán vào chứ mà. Cho chân được. Khẩu chỉ nó thì chân được chỉ mi mi. Chỉ nó còn thua. Giang khâu là ăn khâu là. Khâu các cụ giờ chỉ có cái đó. Ở cái nóng hàng mà cũng có để lòng. Lòng. Nhìn tờ nó sao vậy? Giang tụ. Mình chỉ chơi số của mình chỉ có mình rồi. Đặt cho đúng cái hình đấy chú nhỉ? Vâng. Thép chủ nó luyện tốt mà. Nhíp xe cái này không có mà sắt đấy đâu. Còn là thép sắt đây thì mỗi lần nó ra thằng một mảng mặt dây cũng có cùng. Khó à? Dạ. Nhá là chưa ăn tí xin mà. Dạ. Hay gì cả mà hai lít. Còn mà cái cuối gì thì. Dạ. Chị ăn rất sạch thôi, sạch rồi mắng chỉnh. Cú này nó thì ở chỉnh, thì ở một chỗ gắt lên thì lũ nhắm đi lửa. Sao vậy? Cái lũ cậu thì thôi nhỉ, đành nhỉ. Ừ.
Ngắm xem thẳng không? Cái này cẩn thận lắm. Bây giờ đánh xong, sửa xong. Để đây cho nó nguội một chút này. Đấy. Xong nó mới tô. Nóng thế tôi đúng vào nước là nó gãy luôn đấy. Vâng. Cái này có phải để ngoài này để cho nó hạ nhiệt. Nó hạ nhiệt đi nó nguội gần như là nguội hẳn thì bắt đầu mình tôi khoảng độ 1 2 ly ở cái lưỡi thôi. Ông bảo sao chú? Ông bảo cho lấy rượu. À, sửa không lấy tiền thì ông ấy cho lấy rượu. Em già rồi em lấy làm cái gì? Không rượu có thì cho, không em không cần đâu. Nhà nấu được thì cho đi uống, không thì giúp anh không thôi. Bây giờ tôi rồi các bạn. Ôi, nó chỉ mà độ 2 cm thôi. Ờ mà 2 2 mm. Nó ra 2 mm thôi. Đấy, cái màu nó phải đỏ đỏ thật. Thật nhạt, thật thẫm. Ừ. Đấy. Cái màu thẫm rồi chúng tôi. Đấy. Cái này còn già đấy. Vâng. Ừ. Lúc ra nếu mà nó có màu tro là mình phải giảm nước tôi. Vâng. Ừ. Mà cái này màu này tôi đen nó không bong mấy. Nước bọt lúc nào nước bọt nó không bám vào là nó giảm nước tôi mình lại hạ nốt đỏ đi nó ngậm một cái cam thôi. Vâng. Dần rồi nhiều cái này nhiều khi mình tôi quen nó phải theo cảm tính tí nó cũng hẳn cứ phải mong màu thì mình căn vào màu của nó. Vâng. Nghĩa là mình cũng phải tương đối là cảm tính đi. Vâng, tương đối cảm tính thôi. Nó vâng. theo một cái thói quen nghề nghiệp của mình. Vâng. Tại vì chú nó ngày xưa là chú nó tôi nhiều cái này rồi đúng không? Vâng, những cái này chú từng chảy không thiếu một kiểu thép gì trên đời. Cái đợt đấy là chú tôi là đi làm gì chú tôi cái này đi chú? Ngày xưa cũng lấy cái này nó ngắn này thôi, xong mang đi hòn đột đá ngày xong có máy khoan cháu có hiểu chưa? Xong vâng. Là này xong có một thằng cầm búa đập xong mà cầm đập quát xoay này xoay tròn này để cho cái lỗ đá tròn xong người ta nhét nha, cái mìn vào đấy đây. À. Cho kíp mà nổ thì bắt đầu nó cứ nứt, thế là cuối cùng chú suốt ngày sửa đi sửa lại cái này khỏe làm được rèn này cuối cùng chúng mới lấy cái màu da cam thì các cụ cũng không dạy mình. Vâng. Đấy, thế là mình tự giúp kinh nghiệm mình thôi mà mình lấy cái màu đó của nó đó ở đây nếu mà đốt đỏ thêm một tí nữa nó bong cái này ra là nó chuyển thành màu da cam là bắt đầu mình hãm không để cho nó nóng thêm nữa thì là được. Nhưng cái này mình tô đen quá nó không bong mấy nó không thể hiện được. Vâng. Nó không màu nó không rõ lắm nhưng nó bây giờ chuyển sang màu da cam này để cái này đó. À, thời mình còn trẻ con cho đến lúc mình tuổi thanh niên thì Trung Quốc làm đường xong Trung Quốc về nước rồi mình được sử dụng nó trong thời tuổi trẻ cho nên mình rất là hiểu cái tính chất cái đặc tính của nó. Vâng. Nó cứng như nhíp xe mà nước tôi của nó thì mình còn giòn hơn nhíp xe. Nhíp xe mình tôi còn đỏ hơn tí nên mình tôi còn phải thấm hơn. Cái này là màu da cam còn là màu của nhíp xe thì nó là màu xanh nhạt. Trong quá trình dùng cái thép này là loại loại này này chất lượng nó ngang với nhíp xe. Nó không dỉ đấy chứ. Vâng. Mà nó lại hơn nhíp xe là nhíp xe hành gì nhưng cái này nó trắng bốp nó không biết gì. Vâng. Tinh mà trắng tinh trắng có trắng tinh là trắng xanh chút nó tinh và nó trắng bạc thôi là trắng bạc, vâng, trắng bạc thôi. Còn cái lưỡi của nó là trắng sáng bóng như là gương soi gương ấy. Ừ. Cái đoạn mình tôi là nó xanh bóng. Vâng. Còn cái đoạn mình không tôi thì nó mình nếu mình mài nó chỉ trắng bạc thôi. Cái thép lá tổng hợp thì nó mình mài thì nó trắng bạc hơn còn vâng. Cái này nó trắng bóng thép lá thì nó sẽ trắng bạc. Vâng, còn trắng bạc. Thép nhíp xe ô tô thì nó sáng bóng hơn. Vâng, nó bóng xanh như vâng. Là mình kiểu như mình soi gương đấy, nó bóng sáng, nó bóng đấy. Vâng. Còn cái loại xà beng của Trung Quốc kia này còn hơn nữa. Vâng, cái xà beng của Trung Quốc thì nếu mà mình đánh lao ra thì nó không gì đâu. Ừ. Mà lần đầu tiên là
kể cả vào nước nó cũng chỉ hơi hoan tí tẹo thôi, nó vẫn cứ trắng. Còn như cái nhíp xe này mình phải lau khô. Vâng. Nhíp xe này mình mài bằng đá lâu ngày rồi nó cũng không dị, nhưng mà phải mài lâu, phải dùng khoảng độ 3-4 tháng gì đấy thì nó mới hết dị. Vâng. Thường xuyên mài đấy. Thường xuyên mài đấy, mài lâu ngày là nó cũng không dị. Vâng. Đây cái loại như xà beng này là tuyệt phẩm đấy. Vâng. Những cái xà beng đấy thì nếu mà làm rau thì hết dị.